Hello, mến chào quý vị và các bạn, cũng như là các bạn đam mê về sở thích đồng hồ. Hôm nay mình giới thiệu một chiếc đồng hồ Cucu. Chiếc đồng hồ Cucu này là máy chạy, máy ngày. Quay sơ qua về chiếc đồng hồ này để các bạn xem toàn diện. Nói về chiếc đồng hồ Cucu này thì cũng nhiều người cũng đã biết. Đó, thì hôm nay mình giới thiệu lại. Chiếc đồng hồ Cucu này là có hai cửa sổ. Sẽ có hai con chim. Và cái máy đồng hồ Cucu này có cái khác so với các đồng hồ Cucu khác, nó sẽ cho các bạn điểm giờ 15 phút. Và đây mình test để các bạn thử. Đó, 15 phút, 30 phút. Ở đây là rồi máy nét giới thiệu về chiếc đồng hồ Cucu này để các bạn cũng nên có những chiếc đồng hồ trang điểm cho ngôi nhà của các bạn, cũng như là sở thích, cũng như đam mê. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.